Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Công an quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 3 thanh niên thương vong tại cầu vượt Lạch Tray thuộc phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo do Đỗ Văn Bình, chú tại tỉnh Hải Dương điều khiển với hai xe mô tô ngược chiều. Hậu quả, Vũ Bảo An và Bùi Tiến Duy cùng chú tại Hải Phòng tử vong tại chỗ, Phạm Khánh Duy bị thương cấp cứu tại bệnh viện. Các xe bị hư hỏng. Lực lượng chức năng đến hiện trường ghi nhận có một thanh giáo dài khoảng 1,6 mét, một can nhựa nhỏ loại 2 lít, một két nhựa loại dùng để đựng bia chai, các mảnh vỡ thủy tinh của vỏ chai bia và mùi xăng. Qua điều tra cho thấy khả năng nhóm điều khiển xe mô tô đuổi đánh nhau mang theo giáo mác và xăng chạy vào đường cấm trên cầu vượt Lạch Tray đâm vào xe ô tô đầu kéo. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù đối với 6 bị cáo về tội giết người, tuyên phạt 8 bị cáo khác tổng cộng 19 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo cùng trú tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, vào ngày 9 tháng 3 năm 2022, tại xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, nhóm của Danh Hoàng Hải gồm Vũ Anh Văn, Trần Quốc Huy, Trần Trọng Phúc, Nguyễn Tấn Phát, Nguyễn Hữu Nghĩa xảy ra đánh nhau với nhóm của Nguyễn Hùng Thạch gồm Nguyễn Thế Phừng, Trần Thanh Bền, Nguyễn Văn Duy, Lê Khánh Hậu, Phạm Thanh Đăng, Lê Ngọc Tú, Lê Minh Thành và Tiên Nhí. Hậu quả, Thạch bị Hải cầm dao đâm tử vong, một số người bị thương tích nhẹ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hải 15 năm tù, Văn và Nghĩa mỗi người 10 năm tù, Huy, Phúc và Phát mỗi bị cáo cùng lĩnh 7 năm tù về tội giết người, bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 200 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị tuyên án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng. Chu Tiến Dũng là cựu tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn CNS và 9 đồng phạm vừa bị đưa ra xét xử vào sáng nay về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Trong đó, đối với công ty cổ phần TIE CNS chiếm 70% vốn điều lệ. Từ năm 2015 đến năm 2018, các lãnh đạo CNS gây thất thoát lãng phí 22 tỷ đồng, trong đó sử dụng quỹ khen thưởng của CNS gây thất thoát 17,3 tỷ đồng, sai phạm khi thực hiện thoái vốn tại công ty cổ phần TIE gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Chu Tiến Dũng với tư cách tổng giám đốc CNS đã trực tiếp duyệt chi tổng số tiền hơn 17,3 tỷ đồng từ quỹ khen thưởng của CNS. Đối với Vũ Quốc Vinh, đại diện 61% vốn góp của CNS tại công ty TIE, do bị can này đang bỏ trốn nên cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra, tách vụ án để xét xử độc lập. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 31 tháng 5. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 11 bị can để củng cố và xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là nhóm đối tượng làm giám đốc nhân viên của nhiều công ty cho vay tiền qua ứng dụng online. Trong số này có Nguyễn Mạnh Hải, chú tại tỉnh Khánh Hòa, giám đốc công ty thu hồi nợ Tiếng Nói Hay. Vũ Ngọc Minh Khánh, chú tại tỉnh Khánh Hòa, trưởng nhóm. Nguyễn Thị Thúy Vân, chú tại thành phố Hồ Chí Minh, là quản lý của khoảng 21 app cho vay. Ngoài ra các đối tượng là các nhân viên các công ty như công ty Golden, công ty Bamboo, quản lý các app cho vay trên mạng. Trước đó, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố và Cục Cảnh sát Hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an thành phố Cần Thơ xác minh thu thập tài liệu, xác định hơn 32 app cho vay tiền online chuyên thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ khách vay trễ hạn trong vòng 15 ngày. Nhóm này sẽ nhắn tin gọi điện cho khách vay, người thân của họ để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm mục đích để khách vay và người thân trả tiền cho công ty. Trường hợp khách hàng không trả, nhóm này cũng nhắn tin đe dọa sẽ ghép ảnh vợ con của người vay đăng lên trên mạng làm gái, ghép hình thờ, đăng lên mạng xã hội, dán vào cột điện. Chuyển sang thông tin khác, là trùng cuối của đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, Lê Đại Hải, 40 tuổi, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào tháng 10 năm 2021, Hải cùng Tú vào Đà Nẵng cấu kết với Nguyễn Vũ Trọng, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, hình thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.
Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2021, Trọng đã nhiều lần mua ma túy từ Hải với số lượng lớn, thường dao động từ 200 cho đến hơn 300 triệu đồng. Khi biết tin Trọng và bạn gái cùng số ma túy vừa mới nhận, Hải đã bỏ trốn vào Bình Dương thì bị công an địa phương phát hiện và bắt giữ vào tháng 6 năm 2022. Ghi nhận của phóng viên tại hầm chui nút giao thông Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đoạn qua địa bàn phường Tân Phú thành phố Thủ Đức đã xảy ra tình trạng công trình cống rãnh thoát nước bị phá hoại. Hơn 200 tấm đan mương thoát nước hầm chui nút giao Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã bị kẻ gian đập phá gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Cụ thể, nắp đan bê tông cốt thép đậy các rãnh thoát nước, các rãnh thép mương thoát nước, tấm bê tông cốt thép ốp mái ta luy đường trong phạm vi khu vực nút giao này bị đập phá. Những tấm đan có kích thước chiều dài 70, rộng 50 và dày khoảng 7 cm có chức năng che đậy cống thoát nước để chắn rác, bảo đảm an toàn giao thông mỹ quan bị đập vụn phần bê tông, phần cốt thép bên trong bị lấy mất. Qua tìm hiểu, đơn vị đang quản lý duy tu bảo trì thường xuyên tuyến đường giao lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đoạn từ ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hợp đồng BOT được ký kết với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao lộ Hà Nội C2. Thời gian qua, hàng loạt công trình hạ tầng giao thông đô thị, công trình dân sinh ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục xảy ra tình trạng bị mất cắp thiết bị gây bức xúc trong dư luận. Thưa quý vị, cầu Tình Yêu bắc qua vịnh Cửa Lục, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh là công trình có kiến trúc độc đáo và mang thẩm mỹ cao, có tổng mức đầu tư là hơn 2.100 tỷ đồng. Công trình không chỉ giúp cho việc lưu thông của người dân doanh nghiệp thuận lợi mà còn là điểm tham quan của đông đảo người dân và du khách. Thế nhưng hiện nay thì hệ thống đèn chiếu sáng trang trí hai bên cầu đã bị phá hoại. Ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay 38 đèn chiếu sáng trang trí hai bên chân dây cáp cầu Tình Yêu thuộc địa phận phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long đã bị phá hoại. Qua tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường, tổ công tác công an phường cùng ban bảo vệ dân phố đã tuần tra và phát hiện ra các kẻ xấu dùng các vật nhọn đập vỡ kính bảo vệ hệ thống chiếu sáng của cầu Tình Yêu, và tổ công tác đã lập biên bản báo cáo Ủy ban nhân phường và công an phường Giếng Đáy để báo cáo công an thành phố và các cấp xử lý. Theo đại diện chủ đầu tư cầu Tình Yêu là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh, hệ thống đèn chiếu sáng trang trí bị phá hoại trên cầu có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Ngay khi phát hiện vụ việc, chủ đầu tư, nhà thầu đã trình báo các cơ quan chức năng, đồng thời có biện pháp bảo vệ, ngăn chặn việc phá hoại tiếp diễn. Chủ đầu tư, đơn vị thi công thì rất là mong muốn là các cơ quan chức năng, cơ quan an ninh chức năng thì sớm tìm ra cái thủ phạm gây ra cái phá hoại này. Cầu Tình Yêu lấy ý tưởng kiến trúc là cánh chim biển trên vịnh Hạ Long. Cầu chính dài gần 900 mét, hai bên cầu có vỉa hè cho người đi bộ, sàn vọng cảnh và bồn hoa tạo cảnh quan du lịch. Hệ thống đèn chiếu sáng trang trí bị phá hoại không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại vào đêm tối. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra truy bắt các đối tượng gây ra vụ việc để xử lý nghiêm trước pháp luật. Và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Bùi Thị Thu Hồng, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Tân Phú, xã Ea Tó, huyện Crong Năng, tỉnh Đắk Lắk, về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng này cao 1m58 và có nốt ruồi dưới sau mép phải. Còn về tội trộm cắp tài sản, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Hữu Thủy, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn Bồ Trang 3, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, có nốt ruồi cách 1 cm trên trước mép trái. Và đối tượng Mạc Văn Chỉnh, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũng về tội trộm cắp tài sản. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.
Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.